dồn hết tiềm lực để quay trở lại với hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Trị - Hà Nội sau một thời gian dài buộc phải dừng hoạt động do dịch bệnh. Thì nay, doanh nghiệp vận tải Quang Luyến lại đang loay hoay, xoay sở với bài toán kinh tế khi giá xăng dầu tăng cao. Trên thực tế, từ sau Tết, nhu cầu đi lại của người dân giảm dần, trong khi đó xăng dầu lại liên tục tăng giá lên mức kỷ lục từ trước đến nay. Điều này khiến doanh nghiệp vận tải này phải đau đầu tính phương án cắt lỗ, giảm chi phí. Trong khi đó, việc tăng giá cước dịp này là không thể do nguồn khách sau Tết giảm sút nghiêm trọng. Năm 2021 là nghỉ cả nửa năm. Nửa năm có nghĩa là xe dừng hoạt động luôn. Nhân viên phục vụ giống như là tài xế và phụ xe đi ở nhà hết. Đến năm qua sang đầu năm 2022 thì có những điều kiện cũng có hơn một chút. Nhưng mà giữa tháng 3 này lại xăng dầu lên cao. Nhưng cũng rất khó khăn. Bây giờ là cái chi phí nó quá lớn mà cái lượng khách bây giờ là chưa ổn định bình thường. Rất ít, bình quân một chuyến xe như thế này đi ra đã vào khoảng 10, 15 đến 20 người. Cũng trong tình trạng khó khăn như vậy, rất nhiều đơn vị vận tải tuyến gần như Quảng Trị - Huế, Quảng Trị - Đà Nẵng cũng liên tục đối diện với những khó khăn do hành khách ít mà chi phí giá xăng dầu lại tăng. Theo khảo sát, mỗi một chuyến xe từ Quảng Trị đến Huế và ngược lại rơi vào khoảng 550.000 đồng, chưa tính chi phí trả trước. Tuy nhiên, với thực tế xuất bến chỉ với một khách như thế này thì doanh nghiệp vận tải khó bù đắp được chi phí, độ hao mòn phương tiện chứ chưa nói đến kiếm thêm lời lãi từ dịch vụ. Thế bây giờ xăng dầu nó tăng như gì á, về kèm thêm là bệnh dịch nó chưa lắng hẳn á, thì người đi ít. Người ta gửi hàng hóa nhưng cái lượng hàng hóa cũng vừa phải. Nên cái doanh nghiệp vận tải nó gặp rất nhiều khó khăn. Có nghĩa là có chạy vài ngày cái nữa mới có lời được ngay, còn không thì lời không đúng với tiền công. Ngay lời 50% thì quá kém. Đó, không bù lại về cái là hao mòn nữa. Đó, nhưng phải chạy bởi vì nghề làm ăn của mình mà. Trước khó khăn chồng chất, thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều có chung mong muốn sẽ có thêm những chính sách miễn giảm thuế, giảm phí cho doanh nghiệp, phương tiện và tăng thêm các gói kích cầu để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, từ đó giảm bớt khó khăn trong cơn sốt giá xăng dầu hiện nay.